Bạn đang nghe nội dung từ Waka. Bạn đang lắng nghe sách nói tại Waka FM. Sau đây là nội dung của truyện ngắn Trẻ con không được ăn thịt chó, tác giả Nam Cao. Trẻ con không được ăn thịt chó. Hắn hút đến điếu này là điếu thứ ba, ba điếu thông luôn. Cái thuốc lào, hút vào buổi sáng lành lạnh như buổi sáng hôm nay, sao mà ngon thế? Khói đậm đà như vị mật, thấm qua lưỡi để pha vào với máu, lan đi từng thứ thịt, làm da thịt đê mê. Đôi mắt hắn gà gà, hơi thở phì phò như ống bế lò rèn, những ngón tay lờ lờ trên không khí mơn man một dáng hình tưởng tượng. Như thế trong vài ba phút, rồi cơn say lại nhạt. Cái thú vị chính là ở đó. Những cơn say, nếu kéo dài ra tất thành nôn nao. Người ta đâm chúi đầu vào bức vách hoặc sều rãi ra như một con chó trước khi hóa dại. Còn cái gì thô tục bằng? Đằng này những cơn say rất chóng qua. Người hút, vừa hút xong, đã lại muốn hút luôn điếu nữa. Hút bằng nào cũng không biết chán. Hút đi, hút lại mà vẫn còn thấy ngon. Cái điếu là một vật vô tri mà dường như cũng biết nịnh đời. Vốn dĩ xưa nay nó là một cái điếu rất tồi. Hút không kêu, nó chỉ xìn xịt như tiếng một vật gì bị ẩm. Nghe chán lắm. Thế mà hôm nay, chẳng biết cao hứng thế nào, nó lại kêu. Những tiếng nổ tanh tách nảy lên trên không khí khô nỏ và trong veo của mùa thu như một chuỗi cười giòn. À, thì ra cái điếu hình như cũng có hồn. Và một buổi sáng mát mẻ như buổi sáng hôm nay, tự nhiên nó hết ưa nao và thấy cần phải ầm ĩ thì mới khoái. Người cũng vậy, hắn thấy lúc này mà phải bó gối ngồi nhà thì cái đời thật khổ. Thấy thế là hắn cầu nhau chửi tục. Hắn chửi những quân hàng bưởi không chịu đến mua cây bưởi đào nhà hắn để hắn có 5 đồng bạc tiêu. 5 đồng bạc, mắt hắn sáng hẳn lên một chút. Chúng có vẻ vừa trông thấy con chó thui béo căng vào vàng óng treo lùng lẳng bên trên cái chóng hàng nhà mụ Tam. Nước dãi tứa ra đầy miệng hắn, một hơi rượu rất mong manh thoáng qua mũi hắn rồi vụt biến. Chà, chà, hôm nay mát trời lắm nhỉ. Rượu với thịt chó mà lại gặp khi trời mát thì ngon biết chừng nào là ngon. Hắn nuốt dãi 2, 3 lượt, rồi hắn lại nhịt thuốc vào nó điếu, châm đóm hút thêm điếu nữa. Cái điếu vẫn kêu tành tách. Nhưng khói thuốc bây giờ sao nhạt thế? Khi đang hút thì nó nhạt như nước lã, mà hút xong thì lại hơi đắng miệng. Hắn nhổ bọt vào chân cột rồi vừa chép chép môi vừa hếch mặt nhìn lên nóc nhà. Rượu thịt chó, rượu thịt chó. Óc hắn cứ luẩn quẩn nghĩ đến hai thứ ấy. Sắc vàng bóng của một cái mông chó thui nhầy nhảy mỡ với sắc xanh nhạt của một chai văn điển đầy âm ấp cứ lần lượt hiện ra. Mát trời thế này mà được uống rượu thì tuyệt quá. Nhưng đào đâu ra tiền? Ấy thế là hắn lại chửi những quân hàng bưởi. Rồi nhân tiện, hắn chửi luôn vợ hắn, cái con mèo mù đã đẫn mái. Bưởi chín đã gần muốn rụng mà vẫn chưa chịu rước người vào mua. Chửi chán, hắn tặc lưỡi một cái để bảo hắn rằng không chửi nữa. Hắn quăng mạnh 2 chân xuống đất để đứng lên và ra đi. Hắn đi cúi mặt, bước những bước mải mốt và cả quyết. Người ta cứ tưởng hắn như đã định sẵn một nơi nào để đến. Nhưng không phải. Đến đầu ngõ, hắn tần ngần dừng lại. Bởi đến đầu ngõ, hắn gặp một con đường 2 ngả. Biết đi ngả dưới hay là ngả trên. Đi ngả dưới tức là đến nhà con mẹ vụ để gạ bán non cho nó 10 gốc chuối. Nhưng con mẹ vụ sẽ nhớ ra rằng đã có lần hắn bán cho thị 10 gốc chuối lấy 2 đồng bạc đi sóc đĩa rồi lại bán lại lần nữa cho người khác lấy ngót 2 đồng bạc. Giá mỗi cây chuối cố sinh ra lấy 2 buồng thì hắn không đến nỗi là con người lật lọc đâu. Nhưng cái giống chuối, từ cổ chí kim, mỗi cây chỉ sinh được 1 buồng. Vậy thì hắn đích thực là một con người hay lật lọng. Chậc, ừ thì hắn là người lật lọng, như vậy thì đã sao? Không sao cả. Bởi ai đã chửi hắn luôn 3 hôm mới biết rằng chửi hắn vô ích thật. Chửi hắn thì mỏi miệng, nhưng nên buộc chỉ cổ tay để nhớ cho thật kỹ. Từ giờ đừng bao giờ dại dột tham lợi mà mua chuối non cho hắn 1 lần thứ 2. Con mẹ vụ sẽ không mua chuối non cho hắn 1 lần thứ 2. Không những thế, rất có thể nó sẽ xỉa sói vào mặt hắn mà mắng cho đến nhục. Vậy thì cái ngả dưới rành rành là bất lợi. Hắn quay mặt về ngả trên. Thế nghĩa là cứ đến thẳng hàng thịt chó nhà mụ Tam. Nhưng mụ Tam vốn không ưa bán chịu, mà hắn thì lại đã chịu của mụ luôn 3 bữa, chưa đào đâu ra tiền trả.
cái mặt mụ chắc chắn là sẽ không được tươi tỉnh lắm. Mụ sẽ vác nó lên. Mụ sẽ nhìn cái tổ chim vô hình trên lưng chừng một cây tre ở trước cửa hàng nhà mụ chứ không thèm nhìn hắn. Nếu hắn có lải nhải lắm, thì mụ sẽ hướng đôi môi lên hướng trời xanh mà bảo hắn, trả nợ cũ đi đã rồi hãy ăn. Như vậy thì cũng nhục. Hắn dùng rằng không nỡ bước. Trong khi ấy thì nước rãi từ từ dâng lên miệng hắn. Rượu thịt chó, rượu thịt chó. Trước mắt hắn lại lập lòe hai sắc, vàng bóng và xanh nhợt. Hắn nuốt nước rãi kêu ừng ực. Rồi hắn tặc lưỡi một cái để ra hiệu cho hắn đừng do dự nữa. Việc gì mà do dự nữa? Thịt chó của mụ Tam để bán chứ không phải để cho ôi thối. Còn hắn muốn ăn thì phải mua. Không có tiền thì mua chịu. Trời sinh ra thế. Dầu rằng mụ Tam không ưa bán chịu thì hắn cũng đã chịu luôn được ba bữa. Thêm một bữa nữa thì đã sao. Ấy thế là hắn bước. Hắn bước nhanh nhẹn và vui vẻ. Y như một ông phó mới đi đến một đám mời ăn khao. Nhưng gần đến hàng mụ Tam, hắn nghe tiếng mụ Tam the thé. Đích là mụ vừa xoắn được một kẻ ăn hàng chịu mất mặt mũi, bây giờ mới thấy. Đen đủi thực, hắn tần ngần đứng lại, để nghe ngóng xem sao đã. Chả cái con mụ la sát này thật là chua ngoa. Nó bảo người kia, ăn mà không muốn trả thì ăn này, ăn nọ cho con nó. Miếng ăn là miếng nhục, thế này thì khó lòng mà nuốt cho trôi được. Hắn thở dài một tiếng, quay trở về. Bây giờ thì những bước đi thẫn thờ hơn. Hắn thấy người mỏi mệt, chân tay rời rã. Đúng là một anh nghiện đến bữa chưa được hút. Thỉnh thoảng hắn lại đưa tay che miệng ngáp thật to, như một con trâu ngẽ ngọ, nước mắt ứa ra ỏng ỏng. Khỏi một dặng tre cao, đến cánh đồng, nắng bừng lên, nắng mùa thu dịu dịu. Trời thì đẹp, cánh đồng lúa mơn mởn, run gần gợn như một làn da quen ủ kín, đột nhiên phơi ra gió lạnh. Phong cảnh quyến rũ như một nhan sắc hoàn toàn nảy nở. Chao ôi, giá hắn không bận nghĩ đến rượu và thịt chó. Giá hắn không khổ sở vì cái dạ dày ưa đòi hỏi thì hắn đã sung sướng lắm. Nhưng hắn lại thèm rượu và thịt chó mà không được uống rượu, ăn thịt chó. Bởi vậy hắn cho là đời thật đáng buồn, kiếp người nàn lắm. Trời thì cay nghiệt như một bà già thiếu ăn ngay từ lúc còn thơ. Mà cái nắng hanh của mùa thu vô cùng khó chịu. Đầu hắn ngẹo xuống vai, đôi mắt hắn lim dim. Hắn có vẻ vừa đi vừa ngủ. Hắn đã gần ngủ thật thì một việc bỗng làm hắn đột nhiên tỉnh người. Ấy là lúc hắn lò dò về đến sân. Hắn đang đi bỗng giật mình. Một con chó đang thiêu thiêu trong một bụi rong ở đầu sân nhảy choàng ra. Một tí nữa thì nó đớp vào chân hắn. Hắn nhảy cẫng lên một cái. Và hắn sực nhớ ra rằng nhà hắn có một con chó vện. Con chó vện ấy hay trông gà hóa quốc, nên lắm khi trực đớp cả chân người nhà. Đó là một cái tật không thể tha thứ được, bởi không ai nuôi chó để nó cắn quẻ chân bao giờ. Mà lại còn điều này nữa, nuôi mèo hay nuôi chó thì cũng phải tùy gia cảnh, nhà giàu nuôi là phải. Bởi nhà giàu sợ trộm mà lại nhiều cơm hớt, còn nghèo rất mồng tơi như nhà hắn, nuôi làm gì? Giá thử nhà còn trẻ nhỏ, thì nuôi chó cũng còn được việc. Nhưng nhà không còn trẻ nhỏ, thằng cu con đã lên ba, nó đã có thể ra vườn được. Hạt gạo năm nay khó chuốc như hạt ngọc. Đến bữa ăn, phải tính đầu để chia cơm. Cứ tình hình ấy, thì phải dở hơi lắm lắm mới nuôi một con chó để chẳng có việc gì cho nó làm. Thế là đủ lắm. Hắn sung sướng vì đã nghĩ ra điều ấy. Hắn gật đầu luôn mấy cái. Rồi hắn đưa mắt nhìn trộm con chó vện. Con chó vện đã lại nằm thiêu thiêu bên một gốc chuối. Quả thật, nó đã đến ngày tận số. Hắn đi tìm cái thúng. Hắn rón rén đi vòng lại phía sau đuôi con chó. Ạp, con chó giật mình đến thót. Nỗi nguy chụp xuống. Nó bị thu gọn trong cái thúng, không còn chỗ mà giãy giụa. Trong khi ấy, thằng người kêu rối rít. Chúng mày ơi, chúng mày ơi, tao úp được con chó rồi. Lũ trẻ con đang nghịch đất, quăng cả những cái bẹ mèo chuối đi, xô đẩy nhau ngá kêu chí chóe, và vừa chạy về vừa reo lên. Chúng mày ơi, chúng mày ơi, thầy úp được con chó rồi. A ha. Người cha bảo, chúng mày súm cả lại đây, đè chặt lấy, đè thật chặt. Con gái và cu nhớn, cu nhỡ, cu con súm lại, đứa tì tay, đứa tì chân, đứa ngồi cả lên trên thúng.
Người bố đi tìm gậy để ngáng lên cổ chó mà nhận xuống. Lũ trẻ bắt đầu bàn tán. Thầy giết chó, nhỉ? Ừ, thầy giết con chó để làm thịt chén. Thích nhỉ, cu con nhỉ? Thầy cho cả chúng ta ăn thịt chó nhỉ? Tao cũng ăn thịt chó. Ừ, thầy cho cả mày, cả tao, cả chị gái. Chúng mày có im cả không? Chó ra bây giờ thì mất ăn. Người đàn bà ở chợ về, thì tủm tỉm cười. Thị cười vì nghĩ đến đàn con. Hôm nay, chẳng biết cao hứng thế nào, thị đã mua cho chúng những 4 cây mía lách. Những ba trinh kia đấy, như thế kể đã nhiều lắm. Cả đội hàng của thị đem đi buổi sáng, bán được vừa 6 xu. Vì đâu lại có sự hoang phí ấy? Có lẽ bởi hôm nay trời mát. Có lẽ bởi thị thương thằng cu con. Mỗi lần mẹ về chợ, cứ nghe tiếng các anh réo là cu con lại thét lên. Hình như nó sợ các anh chạy ra trước nó. Có khi nó khóc, có khi mải mốt quá, nó ngã lộn tùng phèo từ trên hè xuống sân. Ấy thế mà 10 lần thì đến 9, mẹ nó chỉ chìa cho nó bàn tay không. Người đàn bà nghĩ đến cái bộ mặt tiêu nghỉu của con lúc nào, giọt nước mắt ra lúc ấy, trông thương đứt ruột. Nhưng biết làm sao được, đã đành quà của nó, chỉ 1 đồng trinh là đủ. Nhưng không thể đong 1 hào 9 xu rưỡi gạo, mà cái ngữ tiêu trong nhà thì mỗi ngày không thể quá 2 đồng hào. Vậy có thương con thì để bụng, còn cái sự mua quà thật khó lòng thay. Nhưng thời tiết có ảnh hưởng đến người ta rất lạ lùng. Hôm nay, người mẹ đáng thương kia thấy dễ chịu trong người. Khí nóng nặng nề của mùa hạ đã tan rồi. Cái rét sắc như dao của mùa đông chưa tới. Trời xanh ngắt, nắng êm êm, gió phơi phới trên da, cho người ta cái cảm giác nhẹ nhõm sau khi tắm. Tạo vật hiền hòa lắm. Tạo vật không đè nén và dọa nạt. Người ta tin tưởng vào đời hơn. Người mẹ nghĩ rằng mát mẻ thế này thì làm việc là một trò chơi. Rồi thì lại nghĩ rằng nếu mía lách đem đi chợ mà không có người mua thì chẳng ai đem đến chợ. Ấy thế là thì đánh liều bỏ ra xu rưỡi và chọn lấy 4 cây vừa ngon vừa dài. Chọn xong thì cũng thấy tiếc tiền. Và trên đường về thì còn lẩn quất nghĩ đến xu rưỡi mãi. Nhưng thì lại nghĩ đến thằng cu con. Đến lúc nó sẽ bíu chặt lấy mấy cây mía lách mà cười nấc lên. Vậy thì thị chẳng nên tiếc nữa. Có mất đâu mà tiếc. Con thì nó sẽ ăn vào miệng. Về đến nhà, thị cảm động quá, hơi run. Môi thị tự nhiên mỉm cười. Nhưng chẳng có đứa nào reo, chẳng đứa nào trông thấy mẹ. Chúng đi đâu cả? Thị vừa gọi vừa hoảng hốt chạy ra ngoài bờ ao. À, hú vía, chúng nó đây cả rồi. Nhưng làm gì mà giao thất bừa bộn thế? Thị hơi sửng sốt vì bố chúng nó đang thả một con chó thui xuống nước và cầm một búi rơm kỳ cỏ. Sao lại có sự long trọng ấy? Thị đã toan hỏi nhưng lại nín, vì lại có cả mấy người anh em bạn chồng. À, thôi phải, có lẽ hôm nay là ngày giỗ ông nào, bà nào đây? Thị ngây mặt ra, cố nhớ. 25 tháng 9. Không, mà không phải. Dỗ chạp gì hôm nay? Lửa giận chợt bốc lên ngùn ngụt. Thị thâm tím mặt. Thị biết chẳng phải dỗ chạp gì cả. Và có dỗ cũng chẳng cần giết chó. Xưa nay có bao giờ phải giết chó mới làm dỗ được. Nhà nghèo, chỉ bát cơm, bát canh, thượng số vài 3 hào chỉ là đủ lắm. Gọi là có nhớ đến ông bà tiên tổ cho khỏi tội. Làm gì mà phải linh đình thế? Khốn nạn, khốn nạn cho thị lắm. Cái số thì chẳng ra gì nên vớ phải một thằng chồng không biết lo, biết nghĩ, chỉ thích ăn, thích uống. Con chó to bằng ấy, lúc này bán đâu không nổi 3 đồng bạc. Cả nhà ăn gạo hàng nửa tháng. Ấy thế mà cái môi nó vừa máy lên một cái, nó đã phải đẻ ra mà giết ngay. Ăn hoang, phá hại, ăn uống thế, có khác gì ăn thịt con không? Hở trời, thì nghẹn ngào cả cổ, thì muốn gào thật lớn. Nhưng còn vướng mấy người bạn đấy. Thôi, cũng đành cắn răng. Nhưng thị không còn sức mà đứng nhìn nó nữa. Thị chạy về nhà bình bịch. Thị quăng thị xuống cái phản gỗ sung đến phịch. Chao ôi là chán nản. Thị thấy một nỗi chán nản rời rã xâm lấn người. Một lúc thật lâu, anh chồng về. Anh vừa lau tay vào vạt áo, vừa tươi cười hỏi. Nhà còn gạo không?
làm gì mà còn gạo? Thế thì làm sao được? Muốn làm sao thì làm. Anh bé lắm, giá phải lúc khác thì anh đã cho cái tát, nhưng lúc này làm thế có khác gì đuổi bạn? Và lại chị vợ đang tức tối, đánh thị, chắc thị sẽ gào lên đến bảy làng nghe thấy. Còn ra quái gì, anh cũng đành cười gượng mà nịnh nọt cho xong chuyện. Bu mày chịu khó đi đong chịu vậy? Tôi không dối. Hắn đã lộn tiết lên rồi, không còn nhịn được. Mắt hắn trợn lên, hắn gườm gườm nhìn vợ một giây, rồi hụp hẳn. Cái giống nhà mày khó bào. Mắt người vợ đã dần dấn nước, hắn biết là hắn thắng. Chỉ cần khéo hơn một chút, hắn lại xoay ra đấu rượu. Cái thứ người đâu mà ngang như cua vậy? Phải biết, tao muốn mất tiền làm gì chứ? Nhưng chết cái ăn của người ta mãi, chẳng lẽ không mời lại người ta một bữa thì cái mặt mình còn ra mặt gì? Nhân tiện con chó nó ăn phải bà hay sao chẳng biết, sáng hôm nay cứ rú lên rồi lăn ra giấy chết. À, ra thế, thì hơi nguôi lòng một chút. Thật ra thì thị biết không nguôi, không được. Nó cục như chó vậy, ương với nó thường cẳng chân, hạ cẳng tay là thường. Thiệt thân, mà kết cục cũng vẫn phải đủ gạo cho nó thổi. Thị đứng lên, vừa nguyết hắn, vừa lậu bọc. Đong mấy hào. Thế là hắn lại đổi mặt ra tươi cười. Thì bu mày liệu đấy, có ba người khách với tôi là bốn. Với lại mẹ con nhà mày nữa. Mẹ con chúng tôi thì nhịn, đong chịu chỉ có thể đong đến năm hào là hết đất. Ai bán cho mình hơn? Ừ thì đong năm hào, với bảo mẹ Xuyên bán chịu cho tao chai rượu nữa, mà cầm cả chai nước mắm đi mua chịu cho tao một hào. Bao nhiêu là thứ? Thị rên lên như một người mất cướp. Nhưng nó đã muốn thế thì mặc nó, thì cứ mua cho nó. Rồi bán gì đi mà trả nợ thì cứ bán. Còn thì ăn, hết thì nhịn. Bố ăn lắm thì con chết đói, cùng lắm thì bồng bế nhau đi ăn mày. Thị vừa thở dài vừa đi. Bây giờ thì mọi thứ đã xong rồi. Con chó hơi gầy, nhưng gầy thì cũng tốt. Hai bát tiết canh đông lắm, ấy là cái điểm lành báo rằng cuộc vui sẽ hoàn toàn. Những miếng thịt ngon thái tái trộn ngay vào hai cái bát chậu thật to cho khỏi lôi thôi. Vẽ vời đơm vào đĩa hẳn hoi thì biết bằng nào đĩa cho xuể. Nồi xào bốc hơi thơm lừng, chẳng cần múc làm gì cho rách bát. Sau khi đã hỏi qua ý khách, chủ nhà định bê cả nồi lên để lúc nào ăn cơm hãy múc ra. Múc ngay vào những bát bây giờ dùng đựng tái. Như vậy, tiện, chỉ có hai cái bát mà đủ cả. Ăn hết rồi lại múc, ăn thịt chứ có ăn bát đâu mà cần. Hắn làm nhảm bênh vực cho cách dự định của hắn như thế mãi, tuy chẳng có ai phản đối. Họ cũng thừa biết cả cửa nhà cơ nghiệp nhà hắn chỉ có hai cái bát chậu ấy thôi. Nhưng có gì, miễn là được uống rượu sớm hơn một chút. Anh nào anh ấy đói ngấu, mà cái mùi thịt chó bốc lên thơm vô cùng. Bao nhiêu là nước răng. Chủ nhân, sau một cái liếm môi rất nhẹn, hất hàm hỏi khách. Xong rồi chứ? Xong. Bưng mâm nhẽ. Ừ, làm thì làm. Nào, bưng mâm. Hắn giang hai chân, khuỳnh hai cánh tay và thè lẻ cái lưỡi ra như một con chó về mùa nắng. Trông như hắn muốn vần một cái cuối đá nhất chứ không phải để bưng một cái mâm bằng gỗ. Nhưng thật ra đó chỉ là một cử chỉ trịnh trọng và sung sướng. Binh Hữu giơ bàn tay trái lên làm trống khẩu, dùng ngón trỏ tay kia làm dùi, ưỡn ngực ra, vừa gõ vừa kêu. Tung, tung, tung. Ấy là cái hiệu trống để cho phu nhắc kiệu lên vai. Chủ nhân ý tứ nâng cái mâm thịt chó lên ngang mặt. Tung, tung. Thế nghĩa là đi, đi, và chúng đi. Lũ trẻ, thấy người lớn cũng làm trò như chúng, thích chí cười sằng sặc. Chúng à à tuốn vào nhà trước, như đàn ruồi. Cu nhớ trèo lên phản ngồi xếp bằng sẵn. Cu con trèo không kịp khóc òa lên. Nhưng người bố trợn mắt thật to và quát. Những thằng này hỗn, chỗ chúng mày ngồi đấy à? Cu nhớ cười như mếu, vội vàng tụt xuống. Cu nhớn thấy thế làm khoái lắm. Nó vừa lêu lêu em, vừa nhạo.
xấu, không ngồi đấy đi, xấu, không ngồi đấy đi. Nhưng nó cũng cụt hứng ngay, bố nó quay lại nói. Còn mày nữa, không xách thằng cu con đi à, đưa nhau xuống bếp, rồi ăn cơm. Khi cả ba đứa trẻ đã lụt cụt chạy ra rồi, hắn mới đặt mâm xuống phản, rồi toang toang bảo như một kẻ cả vẫn đi ăn, đi họp. Láo toét, chỗ này là chỗ quan viên uống rượu, có phải không, các cụ? Nhiêu cử bẹp mồm ra. Bẩm cụ bá dạy thế thật là chí lý. Ồ, có chăng thì thế chứ, vậy mời quan viên vào. Ba ông khách ngồi, chủ nhân chắp hai tay trước ngực, rồi lại đưa tay phải lên đầu gãi, lầm rầm như khấn ông vải về ăn cỗ. Bẩm các cụ, chả mấy khi các cụ có lòng chiếu cố đến chơi nhà chúng cháu, gọi là có chén rượu nhạt, xin rước các cụ cứ thật thà đi cho. Ờ. Nghe tiếng ở rất sang rung lên trong cái cổ họng của binh hữu bắt chức giọng ông chánh ngạc, cả bốn anh cùng cười. Chủ nhân rót rượu ra hai cái bát, hai người uống chung một bát. Chúng bắt đầu ăn, uống, tranh nhau nói và cười rung cả mái nhà. Người mẹ rất còm cõi và bốn đứa con gầy ốm, quây quần với nhau trong xó bếp. Trong gia đình này, năm mẹ con thường giống như một bọn dân hèn yếu, cùng chung phận con sâu, cái kiến dưới cái ách một ông bảo chúa. Thấy lũ con đứa nào cũng nhăn nhăn, nhó nhó, người mẹ thương đứt ruột, thì biết rằng chúng đói. Khi người ta đã đói mà ngửi thấy mùi thịt chó, thì bụng càng đói thêm. Thế mà bữa rượu của người bố với ba ông khách cứ kéo dài ra mãi, nghĩ mà bực quá. Cái thể không chết được, chứ giá chết được thì thị chỉ thắt cổ mà chết đi cho rồi, thị dỗ con. Cố mà nhìn lúc nữa, các con à, đợi trên nhà ăn xong, còn thừa thì ta ăn. Rồi muốn cho chúng quên đi, thị sổ tóc ra cho chúng xúm vào bắt cháy. Úi cha, nhiều cháy quá. Chỉ việc dê một đám tóc ra là đủ thấy bốn, năm con bò lồm ngồm. Cái gái và cu nhớn, cu nhớ thi nhau bắt. Chúng cho cu con mấy con cháy cành làm trâu. Mấy đầu cái trò chơi ấy cũng hay hay, nhưng chỉ một lúc là chúng chán. Thằng cu con ra hiệu đình công trước, nó lăn vào lòng mẹ, oàn oại vừa hụ hị kêu. Đói, bu ơi, đói. Tức khắc những đứa kia cũng nhớ ra rằng chúng đói. Chúng không bắt cháy cho mẹ nữa. Chúng thở dài, chúng nuốt bọt nhem nhép, chúng thừ mặt ra, chúng nằm ẹp xuống đất và lật áo lên để khoe cái bụng. Bụng đứa nào cũng gần dính lưng. Mắt thì rơm rớm nước. Cũng may, tiếng người bố trên nhà gọi. Cái gái đâu? Dẹp mâm đi, mày. Bốn đứa trẻ cùng nhòm dậy, mặt chúng đột nhiên tươi tỉnh. Gái vâng một tiếng thật to và chạy lên. Cu nhớn, cu nhớ ngồi chồm chốm đợi. Một lát sau, gái bê mâm xuống, nó cũng nâng lên ngang mày như cha lúc nãy. Các em nó đứng cả lên, chực đu lấy cái mâm. Nó càng nâng cao hơn, mồm thét. Khoan, khoan, kẻo vỡ. Cu nhớn thét, thì bỏ xuống. Gái vênh mặt lên, chiêu nó. Không bỏ, không cho chúng mày ăn. Có sửa thành tật không? Không cho ăn thật đấy. Cu nhớ sốt ruột, khoạm mặt lại, vằng nhau với chị. Làm trò mãi, có bỏ xuống đây không nào? Gái hạ nhanh mâm xuống đất bảo. Này, ăn đi. Nó ngẩng mặt nhìn các em, cười the thé. Người mẹ xịu ngay mặt xuống. Trong mâm chỉ còn bát không. Thằng cu con khóc òa lên. Nó lăn ra, chân đập như một người giấy chết, tay cào xé mẹ. Người mẹ đỏ mũi lên và mếu sạch đi, rưng rức khóc. Cái gái và cu nhớn, cu nhớ cùng khóc theo. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe chuyện ngắn trẻ con không được ăn thịt chó. Nội dung được thực hiện bởi Waka FM. Đừng quên thường xuyên truy cập vào Waka FM và đón nghe những cuốn sách hữu ích, bạn nhé!
Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe. Để nghe chọn nội dung cuốn sách tuyệt vời này, hãy tải ngay ứng dụng Waka trên App Store hoặc Google Play bạn nhé.